2 3 Ôi Huy, Huy kìa. Huy nhanh ghê. Huy nhanh ghê. Không phải chạy theo nữa đâu Dũng ơi. Được rồi, máy đằng kia nó sẽ bắt. Trước một cuộc thi, đó là một cuộc thi chạy anh em ạ. Và khoảng cách hôm nay là để cho bốn chú Niu thi chạy là khoảng cách từ đây ra đến. Ê, anh em, em nhìn quay thấy Công Tiến ở đằng kia không? Còn Dũng kia thì đang đứng ở giữa quãng đường. Và khoảng cách đây là mình sẽ tổ chức cuộc thi cho bốn chú lùn là chạy 200m anh em ạ. Chạy 200m nhá. Và xem là người về đích là sớm nhất là bao nhiêu giây. Tí nữa là Trung ơi, con về cuối kia nữa đi. Về cuối với anh Tiến con bấm rồi bấm giờ nhá. Lúc nào xuất phát phát bấm giờ hiểu không? Để xem người về nhất là bao nhiêu giây. Đấy. Và mình quay ba góc cam anh em ạ. Một góc cam là Dũng kia nó cầm ở giữa chặng đường. Đấy. Và Công Tiến là vạch về đích, còn đây là vạch xuất phát anh em ạ. Nhưng mà cuộc thi này thì thật ra là thôi, bảo mông to thì để bảo cổ vũ thôi. Dạ, cho anh có thi không? Em cho nó thi chứ giả. Ừ thì anh rất muốn thi nhưng thi sợ. Thi giả nó còn được cái giải biết thì em trên giải nói. Bảo kiểu như bảo cũng muốn đầu hàng luôn ý vì mông to anh em ạ. Mấy cả cái sườn của bảo này và cái mạng sườn này bảo vẫn đang đau anh em ạ. Hôm qua anh có thi không? Em có thi không? Không thi nhá. Đầu hàng về bét luôn gì? Đầu hàng luôn. Đấy, rồi, bảo như thế, bảo cổ vũ nhá, bảo đứng kia cổ vũ được rồi. Còn bây giờ là khởi động đi, trước khi chạy thì phải khởi động anh em ạ. Xong không khởi động là nó ấy đấy. Nó sẽ chuột rút anh em ạ, căng cơ. Và giải nhất cuộc thi này sẽ là được thưởng rồi, công bố đi tiền ông nào. Được không? Không thưởng tiền mà được thưởng một nồi lẩu. À thế. Đấy. Được. Ừ, ba thằng kia vẫn được ăn chứ. Nhà tài trợ ba thằng vẫn được ăn. Thì nhà tài trợ là thế gọi là chỉ chạy gọi là giao hữu thôi gì. Ờ chạy giao hữu. Còn anh nhưng mà vẫn cố gắng hết mình, đúng không? Rồi. Bây giờ đã sẵn sàng chưa? Ba em đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị này. Quay đây này. Đến bên mấy? Đến 3 là bắt đầu chạy nhá. Đến 3 là bắt đầu chạy nhá. Chuẩn bị này. Các máy quay đằng kia chuẩn bị này. 1 2 3 Ôi Huy, Huy kìa. Huy nhanh ghê. Huy nhanh ghê. Không phải chạy theo nữa đâu Dũng ơi. Được rồi, máy đằng kia nó sẽ bắt. Cứ đứng một chỗ thôi. Rồi đi bộ lại đây đây. Còn 2 keo nữa. Còn 2 keo nữa. Đi bộ lại đây. Anh em ạ, hình như là tí nữa máy quay đằng kia bắt được. Nhưng mà nhìn thì cũng đã biết là Huy hình như là Huy thắng xét đầu tiên rồi. Chạy chạy luôn từ đấy nhá. Được rồi. Rồi Tiến đếm đi. Tiến mấy cả Trung Béo đếm đi. Còn Ôi giời, quá là nhanh luôn. Anh em ạ, Huy là quá là nhanh rồi. Mẩu thì ngã anh em ạ. Còn còi thì về rất muộn. Nói chung là cuộc thi này chắc là không có đối thủ dành cho
Châu Huy phải ngủ. Sao thế? Mặt anh chưa sẽ thương. Đấy anh em ạ, à, còn một vòng nữa. Còn một vòng nữa. Vòng gì nữa giờ nhất? Còn thì chấp cả trúng béo luôn. Nhất thì nhất rồi nhưng mà khẳng định một vòng nữa cho anh em xem. Bây giờ là thôi thì mẫu chấn thương rồi gì? Chung kết để bây giờ coi gỡ một bàn thắng đi em. Không gỡ được. Nó đang mệt hơn, nó đang mệt hơn em ấy. Nó em đang chạy nhanh hơn em hết sức. Nào, à, hiệp cuối cùng này. Hiệp thứ ba, hiệp cuối cùng này. Coi nghỉ đi. Được chưa? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị này. 1 2 3 Đấy, coi cố lên. Thằng Huy nó mệt rồi. Ok. Kìa con chó nó đuổi được Huy kìa. Con chó mới là nhanh. Ô con chó nó biết là đang đua sao ấy. Con chó nó vượt kìa. Ôi con phốc mình nó chấp Huy nhỉ, chạy đến đúng cái quả bóng bay kia thôi mà nó đuổi từ đây mà nó vượt được Huy anh em ạ. Thôi quay về đây thôi, cả nhà mình về đây thôi. Nói chung là ai thắng thì biết rồi đấy anh em ạ. Đúng là thi chạy thì Huy không có đối thủ rồi anh em ạ. Cái này không có đối thủ rồi. Còi bỏ rửa chừng. Kỹ thuật thì còi hơn nhưng mà sức trẻ thì Huy vẫn... Sao? Sức khỏe nó xuống rồi. Sao đá bóng vẫn hay thế? Đá bóng là việc đá bóng. Đá bóng là kỹ thuật là chủ yếu. Bạn hơn chó tí. Đấy. Bạn gần là con chó. Rồi, ok. Bạn. Bây giờ bốn em ra đây để mình công bố giải cái. Mình công bố kết quả người thắng cuộc đó. Người về nhì, người về ba. À, Bảo là được giải là khuyến khích cái gì? Giải này là giải không tham gia trận đấu. Giải ngồi muộn. Rồi, con hôm nay nha anh em nhá. Đây là nhà vô địch Huy khổng lồ. Nhì là còi Tato. Còn ba là Bảo chấn thương này ạ. Mẫu chấn thương. Còn Bảo thì bỏ cuộc. Đấy. Thằng này mà không chấn thương là nó nhì ấy. Không chấn thương nhì ấy. Thằng Nhi vừa nó chạy trước ngoài mà gặp gái mát là đủ luôn. Ok anh em nhá. Thôi video mình kết thúc ở đây thôi thì chiều bồi bổ cho Huy khổng lồ một nồi lẩu anh em ạ. Đấy. Nào vỗ tay hoan hô nào. Vỗ tay cho Huy đi. Nào, nhiệt tình luôn. Ok anh em nhá. Thôi cuộc thi trò chơi vận động của mình kết thúc ở đây thôi. Đấy, ai nhanh nhẹn nhất thì ai chạy nhanh nhất thì anh em biết rồi đấy. Xin chào và tạm biệt mọi người nhá. Chào mọi người ạ.